Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc đang trong những ngày cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao là nguyên nhân mà làm gia tăng nguy cơ cháy nổ ở các phương tiện giao thông. Từ đầu hè tới nay thì đã xảy ra không ít vụ việc xe ô tô bất ngờ bốc cháy khi đang di chuyển trên đường. Như trưa ngày 23 tháng 7, một xe bán tải đang đi di chuyển trên đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã bốc cháy dữ dội. Trước đó vào sáng ngày 20 tháng 7, một xe tải cháy rụi trên cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận. Hay vào chiều ngày 13 tháng 7, cũng trên cao tốc này, một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Trong những ngày thời tiết nắng nóng, người điều khiển phương tiện nên tránh để các chất dễ gây cháy trong xe. Ngoài ra, chủ phương tiện cũng cần tự trang bị các bình chữa cháy phù hợp để có thể xử lý kịp thời nếu trường hợp xấu xảy ra. Thì cần phải chú ý trước tiên là phải trang bị cho xe mình là bình phòng cháy chữa cháy, các hệ thống dây điện đấu nối thêm, hoặc là ví dụ như là âm thanh này hay như là đèn ánh sáng này, phải chú ý những cái thời tiết nắng nóng này dễ gây ra chập điện, gây cháy nổ cho xe và không an toàn đến các phương tiện tham gia giao thông. Thưa quý vị, nắng nóng cũng đang bao trùm nhiều quốc gia trên thế giới. Hy Lạp thì cũng đã đưa ra cảnh báo nước này sắp trải qua đợt nắng nóng lịch sử khi mà nhiệt độ những ngày cuối tháng 7 vượt mức là 40 độ C, mức cao kỷ lục trong 50 năm vừa qua. Thời tiết oi nóng cực đoan đang khiến cho số vụ cháy rừng xảy ra trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày qua tại Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp đang phải triển khai chiến dịch sơ tán quy mô lớn chưa từng có để đưa hàng chục nghìn du khách ra khỏi những khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Trong khi đó, thì tại Nhật Bản, thời tiết nắng nóng đến 40 độ C cũng đang khiến cho số người phải nhập viện vì sốc nhiệt gia tăng. Thống kê của Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn Nhật Bản cho thấy, trong tuần trước, hơn 8.000 người Nhật Bản đã phải nhập viện vì bị sốc nhiệt. Con số này cao gấp đôi so với giai đoạn đầu tháng 7. Để phòng ngừa nguy cơ sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến thời tiết nắng nóng, Bộ Môi trường Nhật Bản kêu gọi người dân uống nước thường xuyên, tránh ra ngoài trời và nên ở trong bóng râm, đội mũ che ô và mặc quần áo thoáng mát.